thứ tư này và một phần chương thứ năm này. Đó, như vậy là theo kịp hết các lớp rồi. Đó để thầy ghi hình lại để đưa vào cái khóa học LMS. Đây, bây giờ bắt đầu chương thứ ba. Đây này, sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại. Chương này các em chú ý, nó sẽ xoay quanh một cái ví dụ. Và cố gắng nhớ số liệu trong ví dụ này để chúng ta có thể theo kịp và hiểu nội dung của nó. Thì nội dung của chương này là so sánh. Là so sánh hai cái trường hợp là tự sản xuất, tự tiêu dùng và trường hợp là chuyên môn hóa trong sản xuất và sau đó là trao đổi. Nên trao đổi. Và chúng ta sẽ thấy cái trường hợp nào thì các bên trao đổi sẽ có lợi hơn. Nha, sẽ có lợi hơn. Trước hết là phần 1 là mạng. Các em còn nhớ trong cái chương 2 người ta trong cái phương pháp nghiên cứu của môn học người ta có đưa ra cái giả định. Giả định là đơn giản hóa vấn đề để chúng ta tập trung hiểu cái nội dung chính. Và sau khi hiểu được nội dung chính thì chúng ta mới mở rộng. Mở rộng cho cái hiện thực, cái này cho cái phức tạp hơn. Thì đó là mục tiêu của giả định. Thì ở đây trong chương này chúng ta sẽ có giả định như thế này. Giả định thứ nhất là chỉ có hai nhà sản xuất thôi. Chỉ có hai nhà sản xuất chứ thực tế các em thấy rất là nhiều. Và hai nhà sản xuất này chúng ta cũng có giả định là những người này tiêu thụ thịt và khoai tây, tức là chỉ có hai mặt hàng thôi. Hai mặt hàng đó là thịt và khoai tây. Và cả hai đều thích hai cái mặt hàng này hết. Như vậy sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hai người này tự sản xuất, tự tiêu dùng. Và trường hợp thứ hai là hai người này sản xuất và sau đó trao đổi với nhau. Đây này. Thì chúng ta thấy rằng sau khi sản xuất và trao đổi với nhau thì cái số lượng tiêu thụ của hai người sẽ cao hơn trường hợp là họ tự sản xuất, tự tự tiêu dùng. Đó, nội dung của chương này là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích. Giả sử hai cái nhà sản xuất này có thời gian làm việc là 8 giờ. Có thời gian làm việc là 8 giờ. Và 8 giờ này họ dùng để sản xuất thịt và khoai tây. Thì cái thời gian sản xuất một ao thịt hay là một ao khoai tây được cho như sao? Các em theo dõi. Đã. Các em thấy trên màn hình của các em trên màn hình của em là một cái bảng số liệu. Cái bảng số liệu về cơ hội sản xuất của hai người này. Em nào có thể có thể dịch ra và giải thích giùm thầy cái bảng số liệu này. Rồi, em Mai Đức Trọng. Mai Đức Trọng. À, dạ thưa thầy, là thứ nhất là production opportunity là khả năng sản xuất. Cái cột đầu là minute need to make one shop
là số phút cần thiết để sản xuất được một cái lượng này là thịt và khoai tây. Một ao. Dạ, đó là đơn vị đo lường. Dạ. Còn cột tiếp theo là sản xuất trong 8 giờ. Ừ. Dạ. Đối với người nông dân là sản xuất được phải cần 80 phút để sản xuất được một ao thịt và 80 hay 60? 60 thầy, 60 em nhìn nhầm. Còn khoai tây là 15 phút để sản xuất được một ao. Còn chủ trang trại là 20 phút sản xuất được một ao thịt và 10 phút để sản xuất được một ao khoai tây. Và cột tiếp theo là người nông dân trong 8 tiếng sẽ sản xuất được 8 ao thịt và 32 ao khoai tây. Còn không phải chữ và. Không phải chữ và đâu. Hoặc mà là chữ hoặc. Dạ, là chữ hoặc. Dạ, còn chủ trang trại sẽ sản xuất được trong 8 giờ là 24 ao thịt hoặc là 48 ao khoai tây. Đúng rồi. Thầy hỏi tiếp với em Trọng. Dạ. Vậy em cho biết tổng khối lượng thịt của hai người chưa? Lát nữa cái hình kia thì mới có. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Như vậy cái hình này nó sẽ cho thấy cái thời gian sản xuất thịt và khoai tây của hai người, người nông dân và chủ trang trại. Các em nhớ số liệu trong cái bảng này, bởi vì nó còn liên quan đến những cái nội dung sau này, cho nên cần phải nhớ cho kỹ. Lát nữa thầy sẽ hỏi lại. Tiếp tục. Rồi. Bây giờ các em thấy trên màn hình của em có hai đồ thị, đúng không? Có hai đồ thị. Em nào có thể giải thích hai đồ thị này giùm thầy? Em Dương Thị Thu Hương giơ tay đầu tiên. Dạ, thưa thầy, là ở đồ thị B là giải thích hình 1B trước. Dạ, hình 1B là cái ở chấm số 8 là thể hiện là người nông dân chỉ có sản xuất thịt mà không sản xuất ra khoai tây. Còn ở nếu mà người nông dân chỉ sản xuất khoai tây mà không sản xuất thịt thì là được 32 32 khoai tây. 32 ao. Còn nếu mà người nông dân này vừa sản xuất thịt vừa sản xuất khoai tây trong vòng 8 giờ đồng hồ đó thì có thể sản xuất được 4 ao thịt và 16 ao khoai tây ạ. Hình 1C em, tiếp tục hình 1C. Dạ, hình 1C là nếu mà người chủ trang trại chỉ sản xuất trong 8 tiếng là chỉ sản xuất thịt thì có thể sản xuất được 24 ao thịt. Và nếu chỉ sản xuất khoai tây trong vòng 8 tiếng không thì chỉ sản xuất được 48 ao khoai tây. Còn nếu kết hợp giữa sản xuất thịt với lại cả sản xuất khoai tây thì vừa sản xuất được 12 ao thịt và 24 ao khoai tây. Rồi, em Hương cho biết như vậy nếu hai người này tự sản xuất và tự tiêu dùng thì họ tạo ra được bao nhiêu, tổng khối lượng thịt của hai người tạo ra là bao nhiêu ao thịt? Dạ, nếu mà tự sản xuất thì người nông dân sẽ sản xuất được tức là tính hai cái điểm A và B đó thì tổng khối lượng thịt của hai người là bao nhiêu? Dạ, trong 8 giờ là đó, 32. Không, thầy muốn hỏi là em thấy cái điểm A và điểm B không của hai người ở dạ. Hai người đó thì tại dạ. Hai điểm này thì hai người này tạo ra cái khối lượng thịt là bao nhiêu ao thịt không? Là 16 ao. 16 ao thịt và tạo ra được bao nhiêu ao khoai tây không? Dạ là 40. 40 ao khoai tây. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ em tắt cái miếng lại, thầy giải thích. Các em thấy trên hình 1B
Thì cái đường màu xanh đó là đường giới hạn khả năng sản xuất của người nông dân đó kìa. Đó là cái đường giới hạn khả năng sản xuất. Mà hai người này là tự sản xuất, tự tiêu dùng. Cho nên đường giới hạn khả năng sản xuất lúc này cũng chính là đường giới hạn khả năng tiêu dùng của hai người này. Tức là họ sản xuất bao nhiêu thì họ sẽ tiêu dùng bấy nhiêu. Và giả sử người nông dân họ tự sản xuất và tiêu dùng tại điểm A, họ chọn tại điểm A, thì họ sản xuất được 4 ao thịt và 16 ao khoai tây. Tương tự như vậy, đối với lại ông chủ trang trại thì cái đường giới hạn khả năng sản xuất cũng chính là đường giới hạn khả năng tiêu dùng. Và nếu ông chủ trang trại chọn điểm B thì lúc đó ông sản xuất 12 ao thịt và 24 ao khoai tây. Lúc này ông tự sản xuất và tự tiêu dùng luôn, không có trao đổi. Như vậy tổng khối lượng khoai tây của hai người này là 40 ao. Tại hai điểm A và B, tổng khối lượng thịt của hai người này tạo ra là 16 ao thịt. Đó là cái trường hợp thứ nhất là tự sản xuất, tự tiêu dùng. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là trường hợp mà hai người này chuyên môn hóa. Họ chuyên môn hóa trong sản xuất và sau đó họ trao đổi với nhau. Thì các em chờ một chút rồi tôi sẽ đưa lên trên màn hình và các em giải thích. Rồi. Trên màn hình của các em là một cái slide, đúng không? Các em thấy lúc này người nông dân dành hết cái thời gian để sản xuất khoai tây. Nếu ông ta chuyên môn hóa thì ông ta dành hết 8 giờ để sản xuất khoai tây, thì lúc này ông ta được 32 ao khoai tây. Còn ông chủ trang trại, ông dành nhiều thời gian để sản xuất thịt và ít thời gian sản xuất khoai tây. Em là biết lúc này để có 18 ao thịt thì ông ta dành bao nhiêu giờ, dành lại. Ai biết? Em Nguyễn Hà, Uyên Nhi. Dạ thưa thầy, theo em là 18 giờ. Để có 18 ao thịt, ông ta sử dụng bao nhiêu giờ? Dạ theo em là 18 giờ. 18 giờ, sai. Rồi, em nhường cho người khác nè. Rồi, em Lê Thị Hằng Nga. Dạ thầy, là theo em là 3 giờ. 3 giờ. Ông chủ trang trại để sản xuất 18 ao thịt, ông ta sử dụng 3 giờ. Sai luôn. Em Bùi Bảo Ngọc. Biết không? Em Ngọc. Dạ thưa thầy, là 6 giờ. Dạ em. À 6 dạ, giờ phải không? 6 giờ. Dạ bây giờ thầy hỏi nha. Em còn nhớ để sản xuất 1 ao thịt thì ông ta tốn bao nhiêu phút chưa? Dạ, một ao thịt thì ông ta tốn 20 phút rồi. Đúng rồi. Vậy một giờ ông ta sẽ sản xuất được bao nhiêu ao thịt? Dạ, một giờ thì ông ta sẽ sản xuất được 3 ao thịt ạ. Rồi, như vậy để có 18 ao thịt, ông ta mất mấy giờ? Dạ, 6 giờ. Rồi, bây giờ em còn nhớ thời gian của ông ta để sản xuất một ao khoai tây là bao nhiêu phút không? Dạ, 10 phút ạ. Vậy một giờ có ông sản xuất được bao nhiêu ao khoai tây? Dạ 6 ạ. Rồi như vậy 12 ao khoai tây ông phải mất 2 giờ. 2 giờ. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ em đọc tiếp. Sau khi trao đổi thì hai người này, người nông dân và chủ trang trại, theo em họ trao đổi như thế nào, giải thích cho mấy bạn nghe coi. Họ trao đổi thịt và khoai tây như thế nào? Dạ, nông dân có 5 ao thịt và 17 ao khoai tây.
chủ trang trại có 13 ao thịt và 27 oai khoai tây. Nhưng mà họ trao đổi với nhau như thế nào? Cái này là sau khi quá trình trao đổi. Vậy họ trao đổi với nhau như thế nào để có kết quả như vậy? Họ trao đổi với nhau như thế nào? Cái này dễ quá mà em không biết hả? Suy nghĩ đi. Đó nè, xem coi hai người này trao đổi với nhau như thế nào, người nào cho thịt, người nào lấy khoai tây vậy đó, và cho bao nhiêu, lấy lại bao nhiêu. Dạ, người nông dân sẽ cho đi là 15 khoai tây, ao khoai tây. Còn người chủ trang trại thì sẽ cho 5 ao thịt cho người nông dân ạ. À, như vậy ông chủ trang trại ông lấy 5 ao thịt để ông đổi lấy bao nhiêu ao khoai tây? Dạ 15 ạ. À, cho nên sau khi trao đổi em thấy người nông dân có 5 ao thịt và còn dạ. Lại bao nhiêu ao khoai tây? Dạ 17 ạ. Còn ông chủ trang trại thì còn lại bao nhiêu ao thịt và bao nhiêu ao khoai tây? Dạ, ông chủ trang trại còn lại 13 ao thịt và 27 ao khoai tây. Và có 27 ao là có thêm mà. À, có thêm. Có thêm 15 ao khoai tây nữa, đúng không nè? Dạ. Rồi. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ thầy sẽ hỏi tiếp. Nè, các em chú ý. Thầy đưa lên màn hình tiếp tục. Đây. Rồi. Em nào giải thích giùm thầy cái bảng số liệu trên đó. Quách Thanh Vy. Dạ thầy, là cái bảng này là nói về cái thu nhập từ cái thương mại, cái tóm tắt lại đó thầy. Đầu tiên nói về em dịch. Khoan, em dịch đầu tiên là gì? Cái dòng đầu tiên em dịch là gì? Again from Trade a summary là cái tóm tắt về thu nhập thương mại. Không, đâu phải tóm tắt. The gain là em dịch là gì? The gain em dịch là gì? The gain là lợi ích. Đúng không? Dạ. Lợi ích từ thương mại. Dạ. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục cái hồi sau thầy. Dịch tiếp xuống dưới. Tiếp tục là đầu tiên là cái chỗ without trade này là không có giao dịch của cái người nông dân này. Without trade là không có người này, không có giao dịch. Cái production and consumption này là sản xuất và tiêu dùng. Đúng. Đối với người nông dân thì khi họ không có giao dịch đó, thì họ sẽ có được 4 ao thịt và 16 ao khoai tây. Còn người và chủ trang trại thì sẽ có được 16 ao thịt và 24 ao khoai tây. Đâu, 16 đâu? Ý lộn 12, lộn, em nhìn lộn, 12 ao thịt và 24 ao khoai tây. Ở dưới Whitray là có giao dịch. Production là sản xuất, là người nông dân sẽ không có sản xuất được ao thịt nào hết, nhưng mà sẽ sản xuất được là 32 ao khoai tây. Còn người trang trại là sẽ sản xuất được là 18 ao thịt và 12 ao khoai tây. Đây là thương mại, họ buôn bán với nhau, họ trao đổi với nhau. Người nông dân thì sẽ lấy 5 ao thịt và đổi đi 15 ao khoai tây cho người trang trại. Còn người trang trại thì sẽ cho đi 5 ao thịt và sẽ đưa được lại là 15 ao khoai tây từ người nông dân. Còn consumption này là họ tiêu thụ, là người nông dân này sẽ tiêu thụ được là 5 ao thịt và sẽ còn lại được là 17 ao khoai tây.
còn người người chủ trang trại này sẽ tiêu thụ là 13, còn lại được là 13 ao thịt và 27 ao khoai tây. Ở dưới là Grand Farm Trade là cái lợi ích từ cái thương mại. In Ray In Consumption là sự tăng cái tiêu thụ lên, là người người nông dân sẽ tăng lên một ao. Còn tăng lên một ao thịt và một ao khoai tây. Còn người trang trại, chủ trang trại thì sẽ tăng thêm một ao thịt và ba ao khoai tây. Rồi, bây giờ em cho biết. Như vậy sau khi trao đổi thì cái số lượng thịt của hai người tiêu thụ được là bao nhiêu? Sau khi trao đổi thì số lượng thịt của người nông dân sẽ là 5 ao và người chủ trang trại sẽ là 13 ao. Vậy cộng lại là bao nhiêu? 18 ao. Vậy số lượng khoai tây của hai người tiêu thụ được là bao nhiêu? Dạ thầy là 44. À, như vậy so với trường hợp tự cung tự cấp thì lúc này nè, cái số lượng thịt tiêu thụ và số lượng khoai tây tiêu thụ của hai người tăng thêm so với trường hợp chứ, đúng không anh nè? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Tiếp tục, bây giờ các em thấy thầy đưa một cái nội dung nữa cho các em thấy. Đây. Rồi, em nào giải thích giùm thầy hai cái hình này. Tô Trần Quỳnh Anh. Dạ. Em có giơ tay, em có giơ tay phát biểu không? Rồi. Dạ có. Rồi. Làm đi, giải thích hai cái. Dạ thưa thầy, hình 2A, hình 2A mức sản xuất và tiêu dùng của người nông dân thì cái điểm A màu xanh là chỉ về mức sản xuất khi có trao đổi, thì có nghĩa là của người nông dân khi mà có trao đổi thì họ sẽ có được 4 ao thịt và 16 ao khoai tây. Còn trường hợp mà hồi nãy em nói là có trao đổi à? Có trao đổi mà 14 ao thịt với lại 6 ao khoai, 16 ao khoai tây à? Dạ em nói nhầm, đó là mức tiêu dùng không trao đổi ạ. Còn dấu chấm đỏ ở ngoài thì là mức tiêu dùng sau khi có trao đổi là sẽ có 5 ao thịt và 17 ao khoai tây. Khoan, dừng ở đó, thầy hỏi tiếp nè. Như vậy em để ý sau khi trao đổi thì có cái điểm A màu đỏ. Vậy trước khi trao đổi thì họ sản xuất ở đâu? Cái người nông dân này sản xuất nằm ở đâu biết không? Trước khi có trao đổi, họ chuyên môn hóa sản xuất nằm ở đâu? Dạ. Tức là sản xuất bao nhiêu ao thịt, bao nhiêu ao khoai tây? Dạ họ sản xuất 4 ao thịt và 16 ao khoai tây. Không đúng. Đó là trường hợp họ tự sản xuất, tự tiêu thụ. Là without trade, tức là không có trao đổi. Nhưng trường hợp có trao đổi, đó nè, có trao đổi thì lúc ban đầu họ sản xuất nằm ở đâu? Em coi kỹ cái bảng số liệu hồi nãy. Là dạ là 8 ao thịt với 32 ao khoai tây. Không, họ đâu có sản xuất thịt đâu. Đúng không? Khi có thương mại, khi có trao đổi thì lúc ban đầu họ sản xuất nằm ở đâu? Em coi lại cái bảng số liệu đó. Trường hợp dạ, có trao đổi. Hả? Dạ, nếu mà có trao đổi thì họ sản xuất 32 ao khoai tây. Đúng vậy. Lúc ban đầu họ sản xuất 32 ao khoai tây, tức là nằm cái điểm 32 trên trục quanh đó mà không có, không có sản xuất thịt. Đúng không nè? Dạ. Rồi, sao nữa? Sau đó họ trao đổi với lại ông chủ đó, chủ trang trại. Đúng không? Dạ. Người nông dân này sẽ trao đổi, lấy khoai tây trao đổi với ông chủ trang trại.
Cho nên sau khi trao đổi thì cái số lượng thịt và khoai tây của người nông dân là 5 ao thịt, 17 ao khoai tây. Rồi, em giải thích giùm thầy cái hình B đi. Dạ, hình B là cái mức tiêu dùng nếu không có trao đổi sẽ là 12 ao thịt và 24 ao khoai tây. Còn mức tiêu dùng sau khi trao đổi cái gì 12? Sai rồi. 12 ao thịt, 24 ao khoai tây, đó là trong trường hợp tự cung tự cấp. Rồi sao đó? Dạ, nếu mà có trao đổi thì sẽ là 18 ao thịt và 12 ao khoai tây. Còn đó là trong trường hợp. Đó là trong trường hợp có trao đổi. Sau khi trao đổi thì họ sẽ có 13 ao thịt và 27 ao khoai tây. Đó là cái điểm B. Đó là cái điểm màu đỏ bên nằm bên ngoài cái đường giới hạn khả năng sản xuất. Đúng không nè? Dạ. Cho nên cần phải lưu ý cái đồ thị này. Xin lỗi, em tên gì đó? Dạ, em tên Tô Trần Quỳnh Anh ạ. À, Quỳnh Anh. Dạ. Thì các em chú ý. Thế nè. Nhờ có trao đổi cho nên cái số lượng sản phẩm tiêu thụ của hai người nó lớn hơn là cái khả năng sản xuất của họ. Cái khả năng sản xuất của họ là điểm A của người nông dân và điểm B của ông chủ trang trại là cái khả năng sản xuất. Nhưng nhờ có trao đổi thì cái số lượng tiêu thụ bây giờ lớn hơn là cái khả năng sản xuất, nằm bên ngoài cái đường giới hạn khả năng sản xuất. Đó, hai điểm A màu đỏ và B màu đỏ nằm bên ngoài cái đường này. Có nghĩa là số lượng tiêu thụ của hai người lớn hơn là cái khả năng sản xuất của họ. Đó, đó là lợi ích của thương mại đó các em. Nhờ có trao đổi cho nên cái khả năng tiêu thụ của họ, khả năng hưởng thụ của họ sẽ cao hơn là cái khả năng sản xuất. Bây giờ chúng ta sang phần 2 la mã là lợi thế tuyệt đối. Thì các em đọc cái slide về lợi thế tuyệt đối đi. Lợi thế tuyệt đối là gì? Đó là khi xí nghiệp mà sử dụng ít yếu tố đầu vào. À, họ sử dụng ít yếu tố đầu vào để sản xuất ra sản phẩm so với các xí nghiệp khác. Tức là xí nghiệp nào sử dụng ít yếu tố đầu vào để sản xuất sản phẩm thấp hơn so với các xí nghiệp khác thì xí nghiệp đó là xí nghiệp có lợi thế tuyệt đối. Trong cái ví dụ hồi nãy thì em nào cho tôi biết là người nào là người có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất thịt và khoai tây nè? Người nào có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất thịt và khoai tây? Hình như hồi nãy có Lý Cát Tiên hả? Phải không? Dạ. Dạ. Em có phát biểu không? Dạ có ạ. Rồi, bây giờ em nhìn vô cái bảng số liệu trên màn hình và em suy nghĩ xem hai người này người nào là người có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất thịt và khoai tây. Dạ, người có lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất thịt và khoai tây là chủ trang trại ạ. Tại sao em giải thích cho mọi người cùng nghe xem. Dạ, tại vì cùng một mặt hàng đó nhưng mà chủ trang trại sản xuất nhanh hơn nông dân rất nhiều. Cụ thể là như thế nào? Em nêu ra để cho mọi người nghe. Nếu như người nông dân cần 60 phút thì mới sản xuất được một bao thịt, thì chủ trang trại chỉ cần 20 phút đã sản xuất được một bao thịt. Tương tự với khoai tây thì người nông dân cần 15 phút, nhưng mà chủ trang trại chỉ cần 10 phút thôi. Như vậy em thấy là ông chủ trang trại là người có lợi thế tuyệt đối. Đúng không nè? Trong việc sản xuất thịt và khoai tây. Rồi, bây giờ em đọc tiếp cái slide. Em đọc tiếp cái slide về lợi thế so sánh giùm thầy. Đọc tiếp cái slide như thế nào lợi thế so sánh? Lợi thế so sánh là dựa trên cái gì? Dựa trên cái chi phí cơ hội, đúng không? Là dựa trên cái chi phí cơ hội nó thấp hơn. Nè, người nào có chi phí cơ hội thấp hơn thì người đó có lợi thế so sánh. Đồng ý không?
Và em còn nhớ cái chi phí cơ hội là gì? Chi phí cơ hội của một thứ là những gì mà chúng ta hy sinh để được thứ đó, đúng không? À, ví dụ một cái nguồn lực dùng để sản xuất ra hai sản phẩm A và B. Nếu chúng ta sử dụng nguồn lực để sản xuất ra sản phẩm A thì chúng ta phải hy sinh đi sản phẩm B. Như vậy chi phí cơ hội để sản xuất sản phẩm A là số lượng sản phẩm B mà chúng ta từ bỏ, đúng không nè? Đó là chi phí cơ hội. Bây giờ quay lại cái ví dụ này, em nhìn cái bảng số liệu này, em cho biết xem. Trước hết là đối với người nông dân, như vậy chi phí cơ hội của người nông dân trong việc sản xuất một ao thịt sẽ bằng mấy ao khoai tây? Em biết cái tiền. Dạ thưa thầy, là 4 lần so với khoai tây. Tức là chi phí cơ hội để sản xuất một ao thịt sẽ bằng 4 lần để sản xuất một bao khoai tây. 4 lần là sao? Dạ. Sao là 4 lần? Dạ, tại vì thời gian để sản xuất ra một bao thịt tới 60 phút là bằng 4 lần so với 15 phút để sản xuất ra một bao khoai tây ạ. À? Không phải là 4 lần. Ở đây là cái chi phí cơ hội. Ở đây là cái chi phí cơ hội chứ không phải là cái số lần. Hiểu không? Cái thời gian, em thấy không? Thời gian để sản xuất một ao thịt là 60 phút. Nếu sử dụng 60 phút đó để sản xuất khoai tây thì được mấy ao? Dạ 4 mà. 4 ao, phải nói rõ 4 ao. Dạ. Như vậy cái chi phí cơ hội để sản xuất một ao thịt sẽ là bằng gì? 4 ao khoai tây. À, phải ghi rõ, không phải 4 lần mà 4 ao khoai tây, phải đơn vị tính đàng hoàng. Thấy không nè, đơn vị tính ở đây không phải là lần mà là ao. Như vậy chi phí cơ hội để sản xuất một ao thịt của người nông dân sẽ bằng 4 ao khoai tây. Vậy chi phí cơ hội để sản xuất một ao khoai tây sẽ bằng gì? Em trả lời thử xem. 250 bao thịt. Suy nghĩ đi. 1/4 bao thịt. Dạ 1/4 bao thịt. 1/4 ao thịt. Đó nè. Nó là 1/4 ao thịt. Để thời gian sản xuất một ao khoai tây là 15 phút. Thời gian sản xuất một ao thịt là 60 phút. Đúng không nè? Cho nên cái chi phí cơ hội để sản xuất một ao khoai tây là bằng 1/4 ao thịt. Vậy bây giờ em, đối với chủ trang trại thì em tính giùm thầy chi phí cơ hội trong việc sản xuất thịt và khoai tây của người này xem. Em tự tính. Dạ. Chi phí cơ hội để sản xuất một ao thịt của chủ trang trại là bằng chi phí cơ hội để sản xuất hai ao khoai tây. Chi phí cơ hội để sản xuất một ao thịt bằng 2 ao khoai tây. Rồi, ngược lại như thế nào? Dạ, chi phí cơ hội để sản xuất một ao khoai tây là bằng 1/2 ao thịt. Đúng rồi, nó là bằng 1/2 ao thịt. Rồi, bây giờ em cho biết xem, khoai tây và thịt thì có người nào là người có lợi thế so sánh trong việc sản xuất thịt và khoai tây? Em chỉ ra giùm thầy. Dạ, nếu như đối với người nông dân thì sản xuất khoai tây sẽ có lợi hơn. Và đối với chủ trang trại thì sản xuất nhiều thịt sẽ có lợi hơn. Lý do em chỉ ra cho mọi người tại sao người nông dân sản xuất khoai tây có lợi hơn. Em phải giải thích rõ ràng. Dạ, tại vì nếu tập trung vào sản xuất khoai tây thì sẽ được cùng một lượng thời gian đó nhưng mà sẽ tạo ra được nhiều ao khoai tây hơn so với ao thịt. Không phải, em không biết so sánh. Là chi phí cơ hội để sản xuất một ao khoai tây của người nông dân chỉ bằng 1/4 ao thịt. Đây nè, trong khi đó chi phí cơ hội để sản xuất một ao khoai tây của ông chủ trang trại là 1/2 ao thịt. Đó, thì mình phải so sánh như vậy, mình mới thấy được là người nông dân nó có lợi thế hơn.
Bởi vì chi phí cơ hội để sản xuất một ao khoai tây của ông ta thấp hơn so với ông chủ trang trại. Ông chủ trang trại tốn 1/2 ao thịt, nhưng người nông dân chỉ tốn 1/4 ao thịt để có một ao khoai tây. Dạ, em thử giải thích trường hợp thịt như thế nào. Dạ, người chủ trang trại có lợi thế về sản xuất thịt hơn là bởi vì cùng chi phí cơ hội để sản xuất một ao thịt của ông ấy là bằng hai lần ao khoai tây, bằng hai ao khoai tây, và chi phí cơ hội để sản xuất một ao thịt của nông dân là bằng 4 ao khoai tây. Đúng vậy. Nếu nè, mình so sánh như vậy để thấy được cái lợi thế so sánh của mỗi người. Dạ. Nè, ông chủ trang trại thì ông có lợi thế so sánh trong việc sản xuất thịt, và người nông dân thì người họ có lợi thế so sánh trong việc sản xuất khoai tây. Do đó chính như vậy mà họ sẽ tiến hành chuyên môn hóa. Tức là ông chủ trang trại chuyên môn hóa trong việc sản xuất thịt, và người nông dân sẽ chuyên môn hóa trong việc sản xuất khoai tây. Sau đó thì hai người này mới tiến hành gì? Trao đổi với nhau. Đó. Đó là cái cơ sở để trao đổi, là dựa trên cái chi phí cơ hội thấp hơn. Rồi. Cảm ơn. Như vậy, các em thấy đây. Thầy đưa cái bảng chi phí cơ hội lên để cho các em thấy đây. Thấy không? Nhìn trên màn hình, đó là chi phí cơ hội trong việc sản xuất thịt và khoai tây của hai người này. Các em thấy là chi phí cơ hội của sản phẩm này là nghịch đảo chi phí cơ hội của sản phẩm kia. 4 và 1/4, 2 và 1/2. Thấy không nè? Chi phí cơ hội của sản phẩm này chính là nghịch đảo chi phí cơ hội của sản phẩm kia. Một cái điểm nữa là gì? Hồi nãy ai là người có lợi thế tuyệt đối phải không? Là ông chủ trang trại. Ông chủ trang trại là người có lợi thế tuyệt đối. Nhưng mà về lợi thế so sánh, đúng không? Lợi thế so sánh, ông chỉ có lợi thế so sánh một trong hai sản phẩm thôi. Hồi nãy là lợi thế tuyệt đối trong việc sản xuất hai sản phẩm, nhưng mà lợi thế so sánh thì ông ta chỉ có một thôi. Chỉ có lợi thế so sánh một trong hai sản phẩm đó thôi. Hay không nè? Đó. Tiếp tục. Rồi. Bây giờ đến nội dung kế tiếp. Lợi thế so sánh và thương mại. Thì lợi thế so sánh và thương mại thì chúng ta thấy nhờ có sự trao đổi, cho nên cái khối lượng thịt và khoai tây của hai người tăng lên so với trường hợp tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đó này, tổng khối lượng thịt của hai người là 18, tổng khối lượng khoai tây của hai người sau trao đổi là 44, nó cao hơn so với lúc ban đầu. Và một cái ý nữa là gì? Là cái mức giá trao đổi. Đây, các em xem nè. Cái mức giá trao đổi thịt và khoai tây của hai người này như thế nào? Hả? Các em thấy họ trao đổi với nhau như thế nào? Là 5 thịt, đúng không nè? 5 ao thịt sẽ đổi 15 ao khoai tây. Có nghĩa là một thịt sẽ bằng 3 khoai tây. Hay nói cách khác là một khoai tây bằng 1/3 thịt. Đúng không? 1/3 ao thịt. Đây là cái mức giá trao đổi. Đây là mức giá trao đổi của thịt và khoai tây của hai người. Và các em thấy cái mức giá trao đổi này so với chi phí cơ hội để họ sản xuất thì như thế nào, biết không? Cái mức giá này các em sẽ thấy nó thấp hơn là cái chi phí cơ hội mà họ tự sản xuất. Các em thấy người nông dân muốn sản xuất một ao thịt thì họ phải tốn bao nhiêu? 4 ao khoai tây.
Trong khi đó nếu họ trao đổi thì họ chỉ bỏ ra 3 ao khoai tây để có ao thịt. Như vậy người nông dân có nên sản xuất hay không? Hả các anh chị? Người nông dân không nên sản xuất, đúng không nè? Bởi vì trao đổi có lợi hơn. Chỉ có tốn 3 ao khoai tây được 1 ao thịt, còn sản xuất thì tốn 4 ao khoai tây mới được ao thịt. Cho nên lúc này họ nên trao đổi có lợi hơn. Đồng ý không? Còn đối với ông chủ trang trại, ông chủ trang trại để sản xuất 1 ao khoai tây, ông phải tốn 1 hoặc 2 ao thịt. Nhưng khi trao đổi thì ông chỉ bỏ 1 phần 3 ao thịt để có 1 ao khoai tây. Các em thấy nên sản xuất hay trao đổi? Đối với chủ trang trại, đúng không nè? Ở trao đổi có lợi hơn, bởi vì 1 phần 3 nhỏ hơn 1 phần 2. Thay vì sản xuất thì ông ta đem thịt trao đổi khoai tây có lợi hơn. Cho nên các em sẽ thấy cái mức giá thương mại đó, cái mức giá thương mại nó sẽ như thế nào, thấp hơn là cái chi phí cơ hội mà họ tự sản xuất trong trường hợp mà không có lợi thế. Thế nè, một điểm nữa mà các em chú ý, các em chú ý là cái mức giá trao đổi này nó nằm ở đâu biết không? À, nó nằm ở chính giữa chi phí cơ hội của hai người. Các em để ý xem, một thịt bằng 3 khoai tây thì nó nằm giữa 2 và 4. 4 là chi phí cơ hội của người nông dân trong việc sản xuất thịt bằng 4 ao khoai tây. Còn 2 là chi phí cơ hội của ông chủ trang trại trong việc sản xuất thịt là một thịt bằng 2 ao khoai tây. Cho nên họ trao đổi với nhau một thịt bằng 3 khoai tây. Thì có nghĩa là nó nằm giữa chi phí cơ hội của hai người. À, hai người, người mua, người bán. Các em thấy người bán cũng có lời. Bởi vì cái mức giá thương mại lúc này nó cao hơn cái chi phí cơ hội. Đúng không? Ông chủ trang trại sản xuất một ao thịt chỉ tốn bao nhiêu? 2 ao khoai tây. Nhưng khi ông bán thì một thịt bằng bao nhiêu? 3 ao khoai tây. Như vậy ông chủ trang trại có lời. Người nông dân mua có lời không? Dặn có lời. Đúng không nè? Người nông dân sản xuất một ao thịt 4 ao bằng 4 ao khoai tây. Còn bây giờ họ mua thì chỉ tốn 3 ao khoai tây để có ao thịt. Cho nên người nông dân vẫn có lời. Các em sẽ thấy người bán và người mua cả hai bên đều có lời hết. Người bán được với mức giá cao hơn, người mua được sản phẩm với cái mức giá thấp hơn chi phí cơ hội. Thấy không nè? Về khoai tây thì tương tự như vậy. Chi phí cơ hội để sản xuất một ao khoai tây của ông chủ trang trại là 1 phần 2 ao thịt. Còn chi phí cơ hội của người nông dân sản xuất một ao khoai tây bằng 1 phần 4 ao thịt. Thì họ trao đổi với nhau là 1 phần 3 ao thịt. Thấy không? Như vậy người nông dân bán khoai tây vẫn có lợi. Và ông chủ trang trại mua khoai tây cũng có lợi. Bởi vì cái mức giá này thấp hơn cái chi phí cơ hội mà ông ta sản xuất. À, như vậy giá cả thương mại nó nằm trong cái khoảng chi phí cơ hội của bên mua và bên bán. Và do đó cả hai bên đều có lợi hết. À, các em có hiểu không? Cái này là nó cho thấy cái lợi ích của thương mại, là người mua và người bán cả hai bên đều có lợi. Theo kịp chưa? Tiếp tục. Các em theo dõi cái ví dụ ở trên màn hình. Nè nè, đọc kỹ cái ví dụ đó.
Đọc cho kỹ cái ví dụ này. Rồi. Anh Ngân giơ tay trước. Đúng không? Anh Ngân giơ tay trước. Dạ thầy. Rồi, bây giờ hỏi anh Ngân nè. Em cho biết xem, trong hai người này, người nào là người có lợi thế tuyệt đối trong việc cắt bãi cỏ nè? Dạ, em nghĩ là anh A cầu thủ bóng đá có lợi thế tuyệt đối trong việc cắt cỏ. Tại sao vậy? Dạ, bởi vì anh làm với thời gian ngắn hơn. Là mấy giờ? Dạ là 2 giờ ngắn hơn so với 4 giờ của cậu bé Bê. Rồi, câu hỏi thứ hai. Vậy trong hai người này, ai là người có lợi thế so sánh trong việc cắt bãi cỏ? Dạ, lợi thế so sánh trong việc cắt bãi cỏ thì em nghĩ là cậu bé Bê. Tại sao? Dạ, bởi vì chi phí cắt cỏ của cậu bé trong khoảng thời gian 2 tiếng cắt cỏ thì anh A có thể kiếm được 20.000 đô là chi phí bỏ ra, chi phí cơ hội của anh A nó lại cao hơn của cậu bé B. Cậu bé B thì chỉ kiếm được 40 đô la thôi. Và ai có chi phí cơ hội thấp hơn thì người vậy em có lời khuyên nào đối với hai người này? Dạ em khuyên là anh A nên đi quảng cáo show truyền hình để kiếm được 20.000 đô la và giao thuê cậu bé B cắt cỏ, là anh A sẽ chỉ bỏ ra 40 đô la thôi và anh có thể kiếm được nhiều hơn khoảng gần 20.000 đô, còn cậu bé B thì có thể kiếm được 40.000 đô cho công việc của mình. Cái hai đều có lợi. Rồi, cảm ơn em. Đó là ví dụ thứ nhất. Đúng không nè? Ví dụ thứ nhất em đã giải thích rồi. Đó nè, thầy không cần phải giải thích lại. Thầy lấy ví dụ. Ví dụ như là buổi chiều hôm nay là thầy có thể kiếm được cái thu nhập là 1 triệu đồng trong một cái buổi giảng. Và cũng chiều hôm nay thầy cũng có thể sửa, thời gian đó thầy có thể sửa các bóng đèn trong gia đình bị hư. Trong khi đó anh thợ điện nhà kế bên thì thầy có thể kêu ông ta qua sửa và chỉ tốn 200.000. Vậy các em thấy thầy nên sửa các bóng đèn hay là để ông thợ điện ông sửa? Thấy không? Thầy nên sửa các bóng đèn hay là để ông thợ điện ông sửa tốt hơn? Bởi vì chi phí cơ hội của thầy trong cái buổi chiều hôm nay là 1 triệu đồng đấy. Trong khi đó chi phí cơ hội của ông thợ điện sửa các bóng đèn chỉ có 200.000. Như vậy tốt hơn hết là thầy nên đi dạy. Và sau đó trích ra 200.000 để trả cho ông thợ điện. Tốt hơn. Điều này cho thấy rằng làm cái gì các em cũng phải tính chi phí cơ hội. Hiểu không? Làm cái gì cũng phải tính chi phí cơ hội để chúng ta chuyên môn hóa. Chứ chúng ta đừng có ôm đờm quá nhiều công việc. Nên công việc chính của mình là gì thì mình nên tập trung chuyên môn hóa cho nó. Còn những công việc khác thì chúng ta có thể nhờ những người khác thực hiện. Nó tốt hơn. Đó là có hiệu quả hơn. Ví dụ thứ hai là đây, Hoa Kỳ và Nhật Bản cùng sản xuất ô tô và lương thực, đúng không? Cùng sản xuất ô tô và lương thực. Đây, đó. Ở Hoa Kỳ thì các em thấy một người công nhân có thể sản xuất một chiếc ô tô trong một tháng. Và cũng có người, cũng người công nhân đó, họ có thể sản xuất 2 tấn lương thực trong một tháng. Thấy không? Như vậy, chi phí cơ hội để sản xuất một chiếc ô tô là bao nhiêu?
là 2 tấn lương thực. Và chi phí cơ hội để sản xuất 1 tấn lương thực là 1/2 chiếc ô tô. Đó là ở Hoa Kỳ. Đúng không nè? Nhưng mà ở Nhật thì một người công nhân có thể sản xuất 1 chiếc ô tô 1 tháng. Đúng không nè? Và cũng người công nhân đó có thể sản xuất 1 tấn lương thực trong 1 tháng. Như vậy, chi phí cơ hội để sản xuất ô tô là 1 tấn lương thực, và chi phí cơ hội để sản xuất 1 tấn lương thực chính là 1 chiếc ô tô. Điều này cho thấy rằng chi phí cơ hội cho việc sản xuất ô tô ở Nhật thấp hơn ở Hoa Kỳ. Và chi phí cơ hội cho việc sản xuất lương thực ở Hoa Kỳ thấp hơn là ở Nhật. Và như vậy, hai quốc gia này sẽ tiến hành gì các anh chị? Chuyên môn hóa. Nhật chuyên sản xuất ô tô và xuất khẩu sang Mỹ. Mỹ chuyên sản xuất lương thực và xuất khẩu sang Nhật. Đúng không nè? Và người dân hai nước này có thể mua được hàng hóa với mức giá thấp hơn chi phí cơ hội nếu họ tự sản xuất. Cho nên cả hai bên đều có lợi hết. Đó. Đó là nội dung của cái chương thứ ba. Các em thấy không? Đó là nội dung của chương thứ ba. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục sang chương thứ tư. Các em chờ một chút để thầy đưa cái slide của chương thứ tư lên trên màn hình. Để chúng ta cùng phân tích, cùng học. Chương thứ tư là lý thuyết cung cầu. Đây nè, lý thuyết cung cầu và giá cả thị trường. Đúng không? Rồi. Trong chương thứ tư các em thấy gồm có 5 nội dung. Nội dung thứ nhất là khái niệm về thị trường và đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Đâu? Em nào có thể trình bày giùm thầy thị trường là gì? Trong đầu của các em nghĩ như thế nào thì các em trả lời như thế đó, chứ đừng có đọc trong cái slide. Chúng ta hiểu biết về thị trường là gì thì cứ trả lời theo cái suy nghĩ của mình, chứ đừng có đọc trong cái slide bài giảng. Trương Ngọc Sáng. Dạ thưa thầy, là thưa em thì thị trường là giống như là một lĩnh vực để trao đổi, mà nơi đó thì các chủ thể kinh doanh có thể tác động qua lại với nhau ở mức giá cũng như là số lượng. Các chủ thể kinh doanh là ai em? Dạ thưa thầy, ở đây các chủ thể kinh doanh đó là những người buôn bán với lại người mua, hoặc là nhà sản xuất. Những người bán với người mua thì đại khái là như vậy, đúng không nè? Rồi Ngọc Sáng hả? Dạ. Thì khái niệm về thị trường như em nói là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán, đúng không nè? Tức là có sự tương tác giữa người bán và người mua, đúng không nè? Thì đó là khái niệm về thị trường. Đó là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa, là nơi mà người bán đem hàng hóa ra bán và nơi người mua ra đó để mua hàng hóa. Chúng ta nói nôm na thị trường là cái chợ, đúng không nè? Là nơi gặp gỡ giữa người mua và người bán. Nhưng đó là khái niệm thị trường trước đây kìa. Cái thị trường bây giờ rất là phong phú đa dạng, đúng không nè? Các em
thấy là trong cái thời đại số hóa, công nghệ thông tin nó phát triển, thì các sàn thương mại điện tử ra đời nhiều. Ở các sàn thương mại điện tử, các em chỉ như thế nào? Các em đi dạo, dạo trong cái cửa hàng thương mại đó. Các em đi dạo, các em tìm những cái món hàng mà các em thích. Rồi sau đó thì các em chuyển tiền và họ sẽ giao hàng cho các em. Đúng không nè? Các em đâu cần phải ra thị trường nữa. Đúng không? Đâu cần phải ra thị trường để tìm kiếm. Rồi. Bây giờ các em thấy những cái sàn chứng khoán không? Chúng ta muốn mua bán cổ phiếu thì chúng ta chỉ đặt lệnh thôi. Lệnh mua hoặc lệnh bán. Thì sau một cái khoảng thời gian ngắn, thì lệnh khớp có nghĩa là các em đã mua hoặc đã bán một cái lô cổ phiếu nào đó rồi. Chứ đâu cần phải ra sàn, đâu cần phải ra sàn chứng khoán để mua bán cổ phiếu. Hoặc là các em thấy những cái trung tâm xúc tiến thương mại, thì người ta đâu cần phải đem hàng hóa ra bán, mà người ta chỉ gặp nhau ký kết cái hợp đồng là người ta đã mua bán một lô hàng rồi. Cho nên cái nơi diễn ra các hoạt động mua bán nó không còn phù hợp nữa đâu. Và ở đây bây giờ người ta định nghĩa thị trường là một quá trình, và ở đó người mua và người bán tương tác với nhau, tương tác với nhau để xác định giá cả và số lượng. Đó, họ đàm phán với nhau để xác định giá cả và số lượng. Đó là khái niệm về thị trường hiện nay á. Nghe em thấy không? Tiếp tục. Như vậy, quy luật cung cầu sẽ hoạt động trong cái thị trường như thế nào? Đây, trong khoa học tự nhiên, các em thấy cái định luật vạn vật hấp dẫn nó hoàn toàn đúng trong cái môi trường chân không. Các lý thuyết trong hóa học nó hoàn toàn đúng trong điều kiện chuẩn. Thì trong kinh tế cũng vậy các em. Cái quy luật cung cầu này nó sẽ phát huy tác dụng trong một cái môi trường tự do cạnh tranh. Vậy cái môi trường này có những đặc điểm như thế nào? Đây. Các em nhìn vào cái slide của mình thì các em sẽ thấy các đặc điểm của nó. Thứ nhất là trong thị trường này phải có rất là nhiều người mua và nhiều người bán. Tức là sản lượng của họ chiếm một cái tỷ trọng nhỏ. Chiếm cái tỷ trọng rất nhỏ so với lại sản lượng của thị trường. Nói một cách tượng hình là cái sản lượng mà họ nắm giữ nó chỉ chiếm như là một giọt nước trong một cái bể. Thế này, nó không đáng kể so với sản lượng của thị trường, rất nhỏ. Cái đặc điểm thứ hai là sản phẩm của các xí nghiệp này phải đồng nhất với nhau. Có nghĩa là nó phải giống nhau hoàn toàn về hình thức và về chất lượng. Cạnh tranh với nhau là cạnh tranh, sản phẩm phải giống nhau. Còn nếu sản phẩm mà khác nhau thì mỗi sản phẩm sẽ có một cái mức giá riêng, thì làm sao cạnh tranh với nhau. Thấy không? Đặc điểm thứ ba là trong thị trường này thì các xí nghiệp có thể tự do gia nhập và rời khỏi thị trường. Đó nè, tức là khi gặp điều kiện thuận lợi thì các xí nghiệp bên ngoài sẽ gia nhập, và khi gặp điều kiện bất lợi thì các xí nghiệp trong ngành sẽ rời bỏ ngành của nó. Tức là cửa ngõ gia nhập ngành được mở rộng, không bị rào cản gì hết. Cái đặc điểm thứ tư là người mua và người bán nè, phải nắm rõ giá cả của thị trường. Tức là giá cả thị trường lúc này là do cung cầu thị trường quyết định. Nè,
chứ không phải là giá ảo hoặc là giá do độc quyền tạo nên. Đó, đó là những cái điều kiện thế nè, hay là những cái đặc điểm của một cái thị trường mà ở đó quy luật cung cầu có thể phát huy tác dụng. Thấy kịp chưa? Như vậy đó là cái phần một La Mã. Bây giờ sang phần hai La Mã là chúng ta phân tích về cầu. Rồi, các em đọc cái khái niệm về cầu sau đây. Trên màn hình các em thấy khái niệm về cầu. Cầu của một loại hàng hóa hay một dịch vụ. Đó là cái số lượng hàng hóa hay dịch vụ mà những người mua, họ chấp nhận mua ở một cái mức giá và một thời điểm nhất định, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Hiểu không? Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Đó. Như vậy trong cái khái niệm này các em thấy nó có mối quan hệ của hai đại lượng. Hai đại lượng đó là gì? Đó là giá và lượng cầu. Thì có mối quan hệ của hai đại lượng này người ta có thể giải thích bằng ba cách. Cách thứ nhất là chúng ta có thể giải thích bằng một cái bảng số liệu như sau. Đó. Các em thấy đây là bảng số liệu của mặt hàng đĩa VCD. Thì các em nào có thể giải thích giùm thầy cái bảng số liệu này? Trần Lê Mỹ Tiên. Trần Lê Mỹ Tiên. Dạ thưa thầy, là thế em nghĩ là nếu mà cái lượng cầu của thị trường là 7.000 đĩa trong một ngày thì mức giá của mỗi đĩa nó sẽ rơi vào 50.000 USD. 50.000 đồng. Cho một đĩa. Nhưng mà nếu lượng cầu nó tăng lên. Như vậy theo em giá trước hay lượng cầu trước? Dạ, em nghĩ là lượng cầu trước. Ồ, sao lượng cầu trước? Người ta hay nói là tương ứng với một mức giá thì mới có lượng cầu, chứ làm sao mà tương ứng với lượng cầu sẽ có mức giá hả em? Dạ. Phải có mức giá thì tương ứng với lượng cầu, chứ không phải là lượng cầu trước rồi tương ứng với mức giá. Thấy kịp chưa? Dạ rồi. Rồi em giải thích lại giùm thầy đi. Dạ là với mức giá là 5.000 đồng một đĩa thì lượng cầu của thị trường sẽ là 7.000 đĩa trong một ngày. Nếu mà mức giá giảm xuống thì lượng cầu của thị trường nó sẽ tăng lên. Vậy giữa mức giá và lượng cầu em thấy nó có mối quan hệ với nhau như thế nào? Dạ nó có mối quan hệ là cái này tăng lên thì cái kia giảm xuống. Để gọi là mối quan hệ như thế nào? Dạ thuận nghịch thưa thầy. Cái gì thuận nghịch em? Mối quan hệ như thế nào? Em nói đúng có mối quan hệ thì thầy mới ghi tên, còn nếu nó sai thì thầy không ghi. Dạ, dưới phổ thông học như thế nào? Em quên cái nói, đó là cái gì? Em nên nhớ, các em nên nhớ kinh tế học phải dựa trên toán học á, chứ không có đơn giản vậy đâu. Các em nào giỏi toán cái học kinh tế tốt.
chứ không phải kinh tế là chỉ có giải thích đơn thuần đâu, nó được chứng minh bằng toán. Rồi, không biết phải không? À, ngồi xuống. Đó là mối quan hệ tỷ lệ nghịch, hay là còn gọi là mối quan hệ nghịch biến giữa mức giá và lượng cầu. Đó nè, các em thấy giá giảm xuống thì lượng cầu tăng, hoặc là giá tăng thì lượng cầu giảm. Đó là mối quan hệ nghịch biến hay là tỷ lệ nghịch. À, đúng không nè? Đó, đó là cách biểu diễn thứ nhất. Cách biểu diễn thứ hai là biểu diễn trên đồ thị. Đây, cách biểu diễn thứ hai là chúng ta đưa nó lên đồ thị. Các em thấy mỗi một mức giá thì tương ứng với lượng cầu. Cho nên khi biểu diễn trên đồ thị thì chúng ta sẽ có một điểm trên đường cầu, thấy không? Tiếp tục, ở mức giá 40 thì lượng cầu nó như thế nào? Đó, tăng lên. Đó, ở mức giá 40 thì lượng cầu tăng lên. Tiếp tục nữa, ở mức giá 30 thì các em sẽ thấy lượng cầu nó tiếp tục tăng lên. Như vậy chúng ta vẽ một đường nối liền các điểm. Ở đây các anh chị thấy người ta vẽ là đường thẳng. Đúng không? Người ta đưa đó là đường thẳng. Chứ thật ra đường cầu không phải là đường thẳng. Đường cầu có thể là một đường cầu cong hoặc là một đường cầu gãy, chứ không phải là đường thẳng. Ở đây chúng ta vẽ nó là đường thẳng. Nếu đường cầu là đường thẳng thì phương trình đường thẳng có dạng như thế nào hả các em? Đã. Nếu đường cầu là đường thẳng thì cái phương trình đường thẳng sẽ có dạng như thế nào? Đó. Dạng của phương trình đường thẳng là gì? Dạng của phương trình đường thẳng Phạm Thị Phương Hòa. Dạ thì quy sẽ bằng b nhân với y. Y ở đây là số lượng mua thầy, số lượng hàng hóa. Phương trình, bây giờ em cho biết phương trình đường thẳng như thế nào đi. Em có biết cái phương trình đường thẳng có dạng tổng quát như thế nào? Trời ơi, bây giờ mà không biết phương trình đường thẳng nữa thì thôi á. À, toán học gì mà các em không biết cái gì hết vậy? Cái này dưới phổ thông thì chúng ta đã học rồi mà phương trình đường thẳng mà không biết nữa. Hàm bậc nhất, hàm bậc nhất có dạng như thế nào? Rồi, không biết. Rồi xuống, Lê Thị Hằng Nga biết không? Dạ, thế này là Y bằng AX cộng B. Rồi, phương trình đường thẳng Y bằng AX cộng B, đồng ý. Đây. Y bằng AX cộng B, hàm bậc nhất. Y đây là trục tung, Y này là trục tung, ký hiệu là P. Đó nè, A là hệ số góc. X đây là quy trục hoành. Và B là điểm trên trục tung. Đó là phương trình đường thẳng, phương trình đường cầu. Rồi, vậy em Hằng Nga cho biết hệ số góc này tính như thế nào hả em? Thưa thầy, là bằng delta B chia delta Q. Rồi, bằng cạnh đối chia cạnh kề, delta B chia cho delta Q. Vậy hệ số góc này mang dấu cộng hay dấu trừ hả em? Thế em là dấu cộng. Lại dấu cộng. Em thấy cái hàm này là hàm đồng biến hay hàm nghịch biến? Hàm nghịch biến, dấu trừ. À, hệ số góc này sẽ mang dấu trừ. Đó nè. Rồi. Thầy cho một cái hàm số cầu cụ thể. P bằng trừ 1 phần 2 quy cộng 20. Đó là hàm số cầu. Và các em thấy hệ số góc A là trừ 1 phần 2, đúng không? Đó là hệ số góc. Đồng ý không? Rồi, bây giờ từ cái phương trình này
Các em đổi lại giùm thầy, quy sẽ bằng gì? À, em Hằng Nga đổi giùm đi, quy sẽ bằng gì? Thưa thầy là quy sẽ bằng b, b lớn trừ đi b nhỏ. Không. Từ cái phương trình cụ thể, từ cái hàm số cầu này em đổi ngược lại giùm thầy. Thầy là bằng 20, sẽ bằng 20 trừ 2 nhân 20 trừ b nhân cho 2 nhân cho trừ 2. 20 đó, em nói là 20 trừ b nhân với mấy? Trừ 2 nhân với lại trừ 2, đúng không nè? Nhân với lại trừ 2, xem coi có đúng không nha. Đó chính là 2b hay là 2b trừ 40. Theo em như vậy phải không? Đúng hay sai? Sai rồi. Em nói là 2b, 20 trừ b nhân với trừ 2. Đúng không? Không đúng. Dạ thưa thầy là bằng b. Thầy ơi, em không có nhìn thấy cái vế bên kia thầy. Ừ? Bên đây em thấy hả? Em không có nhìn được cái vế bên kia. Này, em không nhìn trên đây, có thấy không? Dạ, ở cái phương trình ở trên em không có nhìn thấy cái vế bên kia. Là b bằng trừ 1 phần 2q cộng 20. Dạ, vậy ở dưới sẽ q sẽ bằng b trừ 20 nhân với trừ 2. À, như vậy b trừ 20 nhân với lại trừ 2. Như vậy nó sẽ là bằng bao nhiêu? Nhân vô thử coi. Ừ. Nhân vô giữa thử xem. 40 trừ 2b. À, 40 trừ 2b. Như vậy hàm số cầu chúng ta có thể biểu diễn b theo q. Và chúng ta có thể biểu diễn q theo b. Như vậy khi biểu diễn q theo b thì các em thấy cái trừ 2 này nè, nó là gì biết không? 1 trên A. Nó nghịch đảo của cái trên đó, hiểu không? Đó. Cho nên cần phải lưu ý nha. À, trong sách thì người ta biểu diễn Q theo B. Nhưng ở đây thầy biểu diễn B theo Q. Thì cái hệ số gốc nó khác nha. Nếu biểu diễn B theo Q thì hệ số gốc của nó bằng cạnh đối chia cạnh kề, đúng không nè? Còn nếu biểu diễn q theo b thì chúng ta thấy cái góc này nè chính là nghịch đảo của trường hợp trên, cho nên phải phân biệt ở cái chỗ là b theo q hay là q theo b nha nè. Rồi như vậy đó là hàm số cầu, đúng không? Hàm số cầu à. Chúng ta có ba cách để giải thích. Cách thứ nhất là bảng số liệu. Cách thứ hai là đồ thị. Và cách thứ ba đó là phương trình đường cầu. Bây giờ chúng ta đi tiếp định luật cầu. Định luật cầu giá tăng, lượng cầu giảm, giá giảm, lượng cầu tăng. Nhưng đòi hỏi phải có giả định là những yếu tố khác không đổi. Nghe nè, trong điều kiện những yếu tố khác không đổi. Hồi nãy em trả lời tên là Hằng Nga phải không? Dạ. À. Nếu chúng ta không có cái giả định đó thì chúng ta sẽ không có định luật cầu. Bởi vì giá xe hơi tăng thì chưa chắc gì lượng cầu xe hơi giảm. Nếu thu nhập tăng lên.
cho nên giá tăng thì lượng cầu giảm với điều kiện những yếu tố khác cố định. Nếu nè, còn giá tăng thì lượng cầu chưa chắc giảm nếu chúng ta không cố định những yếu tố khác. Giá sẽ hơi tăng, chưa chắc dự lượng cầu sẽ hơi giảm nếu thu nhập tăng lên. Giá sẽ hơi tăng, chưa chắc dự lượng cầu sẽ hơi giảm nếu nó phù hợp với sở thích thị hiếu của người tiêu thụ. Thấy kịp chưa? Đã. Tiếp tục. Chúng ta sang nội dung cầu thị trường và cầu cá nhân. Cầu thị trường và cầu cá nhân. Đây. Cái đường cầu hồi nãy mà các em thấy vẽ trên đồ thị là đường cầu thị trường. Ký hiệu là D lớn. Như vậy đường cầu thị trường được hình thành từ các đường cầu cá nhân. Đường cầu cá nhân là đường cầu của mỗi người tiêu thụ. Thì đường cầu thị trường được hình thành từ các đường cầu cá nhân như thế nào? Nhìn trên màn hình các em thấy không? Ở mức giá B1 thì cá nhân thứ nhất, tức là đồ thị phía bên tay trái, họ sẽ mua với số lượng Q1 nhỏ. Rồi cá nhân thứ hai sẽ mua với số lượng Q1 nhỏ phẩy. Và như vậy thì ở mức giá B1 thì chúng ta thấy lượng cầu thị trường là Q1 lớn. Chính là tổng lượng cầu của hai người đó cộng lại. Khi giá trên thị trường lên đến B2 thì cá nhân A sẽ giảm bớt lượng cầu đến Q2 nhỏ. Cá nhân B cũng giảm bớt lượng cầu xuống Q2 nhỏ phẩy. Và do đó lượng cầu thị trường cũng sẽ giảm xuống. Thì chúng ta thấy đây là đường cầu của cá nhân A, đường cầu của cá nhân B và đây là đường cầu thị trường. Và để hình thành nên đường cầu thị trường thì chúng ta phải cộng theo hoành độ. Các em thấy không? Đường cầu thị trường được hình thành bằng cách cộng theo hoành độ. Tức là cộng theo trục hoành tất cả các đường cầu cá nhân. Hoành độ của đường cầu thị trường là tổng cộng hoành độ của các đường cầu cá nhân. Nhớ nha. Rồi. Bây giờ các em xem. Đây, thầy lấy ví dụ, thử các em xem coi hàm số cầu thị trường là câu nào. Đây là hàm số cầu của một người tiêu thụ B bằng trừ 1 phần 2Q cộng 20. Thị trường có 20 người mua. Và 20 người này có hàm số cầu giống nhau, đều có hàm số cầu như thế này. Như vậy có 4 cái đáp án. Rồi chúng ta sẽ chọn cái đáp án nào? Thứ nhất, P bằng trừ 10Q cộng 400. P bằng trừ 10Q cộng 20. B bằng trừ 1 phần 40Q cộng 20 và B bằng trừ 1 phần 40Q cộng 1. Rồi, các em suy nghĩ xem câu nào là hàm số cầu thị trường. Đáp án nào là hàm số cầu thị trường?
Không, các em cứ cứ cho thầy cái đáp án xem coi lát nữa ai đúng nè. Ai chọn câu nào thì cứ cứ cho biết. Em biết các em đọc cho thầy cái đáp án mà các em chọn đi. Các em chọn đáp án nào các em đọc thử xem để xem coi lát nữa em nào đúng. Ai làm xong rồi? Chưa có ai làm xong. Sao Thanh Vy có giơ tay không? Theo em là câu B. Em chọn câu B hả? Dạ. Rồi, Quách Thanh Vy chọn câu B. Còn ai chọn câu khác? Phạm Thị Ánh Ngân. Dạ, em nghĩ là câu C. Em chọn câu C. Ánh Ngân chọn câu C. Thanh Vy chọn câu B. Còn ai có kết quả khác nữa không? Em nào có kết quả khác không? Sao em chọn câu nào? Dạ em cũng nghĩ là câu C thầy. Rồi em chọn cũng chọn câu C luôn, hai người chọn câu C. Vậy Uy Nhi chọn câu nào? Dạ em chọn câu B thầy. Rồi hai người chọn câu B và hai người chọn câu C. Còn ai nữa không? Hết rồi. Đó. Còn những người khác không có làm à? Xem còn những người khác sao không làm? Rồi, giờ thầy hỏi thử nha. Hồi nãy là Quách Thanh Vy, còn em Phương Vy có mặt không? Dạ có. Em làm được chưa? Dạ thầy là em, theo em thì em sẽ chọn câu B. Chọn câu B. Rồi, như vậy được 3 người chọn câu B, 2 người chọn câu C, đúng không? Bây giờ hỏi thử một em nữa nha. Phương Trâm có mặt không? Dạ có thầy.
Em chọn câu nào? Dạ em cũng chọn, em chọn câu B á thầy. Vậy là 4 người câu B, 2 người câu C. À, trời, sao mà chọn câu B nhiều ghê vậy ta? Rồi bây giờ tiếp tục. Phương Trâm rồi, Bích Trâm có không? Dạ có thầy. Bích Trâm có. Dạ, em chọn câu nào này? Thưa thầy, em nghĩ là cũng câu B luôn, em nghĩ là câu B, anh năm người câu B. Chà, chọn câu B nhiều dữ nha. Mà chọn cùng một xuồng coi như nhiều quá, nặng quá, chìm xuồng luôn á. Hiểu không nè? Trần Thị Thúy chọn câu nào? Dạ thưa thầy, chọn câu B ạ. À? Cũng câu B luôn, thế nè. Là 6 người câu B luôn. Rồi, bây giờ đáp án câu nào biết không? Bây giờ các em chú ý nha, hồi nãy người ta cộng theo gì phải không? Cộng theo trục quần. Em còn nhớ cái hình đó không? Để thầy đưa lên. Người ta cộng theo hoành độ. Đúng không? Em thấy cái hình nè, cộng theo hoành độ. Đó, trên màn hình đó. Muốn thiết lập đường cầu thị trường thì chúng ta phải cộng theo hoành độ. Đúng không? Còn hồi nãy cái hàm số cầu của người ta cho là B bằng trừ 1 phần 2 quy cộng 20. Thì các em thấy B là trục trung hay trục quạnh? Hiểu không? B là trục trung hay trục quạnh biết không? Trục trung. B là trục trung. Mà các em lấy trục trung mà nhân cho 20 người. Đúng không? Mấy em lấy cái hàm số đó mà nhân cho 20. Là các em cộng theo trục trung chứ đâu phải cộng theo trục quạnh. Mà nếu cộng theo trục trung là sai rồi. Thấy không nè, người ta gọi là đi chung xuồng, bị chìm xuồng luôn đấy. Thấy không nè, như vậy câu B là sai rồi. Đâu phải câu B đâu. Trong khi đó có hai người chọn câu C. Đâu? Em nào, em biết chọn. Tại sao em chọn câu C? Dạ. Tại sao em chọn câu C? Em tính như thế nào mà em chọn câu C? Dạ. Chỉ cho thầy xem. À, hồi nãy cái bơi là cái phần bơi bên này em giữ nguyên thầy. Còn 1 phần 2 em chuyển qua thành phương trình của quy theo bơi rồi em cộng lại rồi em chia ngược lại thầy. Đâu, bây giờ em tính như thế nào chỉ cho thầy coi. Hả? Em làm như thế nào? Em làm như thế nào ra câu C? À hồi dạ, có em, hay em làm câu C không? Dạ, em chuyển cái em chuyển cái trừ 1 phần 2 qua bên với bên kia là quy bằng trừ 2 B á thầy. Rồi. Quy bằng trừ 2B cộng 40, đúng không? Dạ, rồi cái đó là sẽ là cầu của một, dạ, cầu của một người rồi em nhân cái bên kia cho 20 thầy. Rồi, rồi sao nữa? Em nhân bên kia cho 20. Em nhân chia. Em nhân thêm chia. Dạ. Quy lớn bằng 20 lần quy nhỏ, đúng không? Dạ, dạ. Dạ, như vậy nhân vô là trừ 40. Trừ 40B cộng 800. Thì cái quy lớn này là lượng cầu thị trường. Đó nè. Và như vậy từ đây em có thể đổi ngược lại phải không? Dạ. Yeah. Đúng không? Đổi ngược yeah. lại là P sẽ bằng. Đó nè. P chính là bằng trừ 1 phần bao nhiêu? 40 quy. 800 mà chia cho 40 vẫn là bằng 20. Đáp án yeah. là câu C. Kiểu chứ. Cho nên ai chọn câu B sai hết. Hồi nãy tính 6 mấy người chọn câu B là chìm xuồng luôn. Thấy không nè. Đó. Đáp án phải là câu C. Thấy kiểu chưa. Đó là cách hình thành đường cầu thị trường. Là chúng ta phải cộng theo hoành độ. Nhớ nha. Chứ lấy cái hàm số cầu đó mình nhân cho 20 là cộng theo trục trung. Chứ không phải cộng theo trục quạnh.
Rồi, nội dung kế tiếp là sự dịch chuyển của đường cầu. À, nội dung này nó quan trọng, cho nên các em chú ý. À, các em học phải suy nghĩ, chứ các em mà không có suy nghĩ, các em theo người khác và rớt hết. Đúng không này? Bây giờ chúng ta sang một nội dung là sự dịch chuyển của đường cầu. Như vậy, chúng ta phân biệt hai trường hợp. À, trường hợp dịch chuyển và trường hợp di chuyển trên đường cầu. Thầy vẽ hai đối đồ thị. Các em thấy đây là hai trường hợp. Rồi, em nào có thể giải thích giùm thầy được không? Alo, em nào có thể giải thích hai đồ thị này? Đâu, thử coi. Em nói tên gì đó, em giơ tay đầu tiên. Dạ, anh Ngân. Rồi, anh Ngân. Em cho biết đồ thị nào là di chuyển trên đường cầu phải không? Dạ, theo em di chuyển trên đường cầu là đồ thị đầu tiên. À, đồ thị phía bên tay trái. Dạ. Còn dịch. Như vậy trong đồ thị phía bên tay trái em dạ. Khoan. Di chuyển là do nhân tố nào thay đổi? Dạ, theo em là giá cả. Ừ, chưa hợp. Dạ, là giá. Đúng rồi, do giá cả thay đổi. Đúng. À, như vậy di chuyển trên đường cầu là do tác động của giá thay đổi. Cho nên dẫn đến lượng cầu thay đổi. Vậy cái đồ thị kế bên là gì? Dạ là dịch chuyển à. À, như vậy trường hợp dịch chuyển là do cái gì thay đổi? Dạ là do các yếu tố. Giá nó không thay đổi. Dạ. Do các yếu tố giá nó... ngoài giá. Ngoài cái đúng, giá. Do các yếu tố ngoài giá. Do các yếu tố ngoài giá. Bởi vì giá cố định mà. Cho nên lúc này các em thấy cầu thay đổi. Đúng không? Cầu thay đổi là do các nhân tố bên ngoài giá. Đó nè, còn di chuyển là do tác động của giá, còn dịch chuyển là do các nhân tố bên ngoài giá. Cho nên sau này các em cần phải lưu ý, khi gặp câu hỏi hoặc là khi đọc tài liệu, thì tại sao có lúc người ta ghi là cầu, có lúc người ta ghi lượng cầu. Đây, trường hợp này nè, Q1, Q2 người ta gọi là lượng cầu, là do tác động của giá. Còn trường hợp bên đây, Q1, Q2 người ta nói là gì biết không? Cầu, chứ không có lượng. Trường hợp này là cầu, hiểu không nè? Là do tác động của nhân tố bên ngoài giá. Cho nên các em cần phân biệt, có lúc thì người ta ghi lượng cầu, nhưng có lúc người ta ghi cầu, thì các em phải biết tại sao như vậy. Hiểu không? Phải biết tại sao. Lượng cầu là do tác động của giá. Còn cầu là do tác động của những nhân tố bên ngoài giá. Theo kịp chưa? Rồi. Bây giờ, như vậy những cái nhân tố nào, đây này, những nhân tố nào sẽ làm dịch chuyển của đường cầu? Thì cái nhân tố thứ nhất chính là thu nhập. À, thu nhập, tức là trong điều kiện giá cả không thay đổi, nếu thu nhập tăng. Nếu thu nhập tăng thì chúng ta sẽ có hai trường hợp.
Trường hợp thứ nhất là thu nhập tăng, cầu của nó tăng. Thì đó là hàng gì phải không? Hàng tốt, hàng bình thường. Nhưng trường hợp thứ hai là thu nhập tăng nhưng mà cầu của nó giảm. Nó là hàng xấu, hàng thứ cấp. Các em thấy là khi đời sống mà nâng cao, thu nhập tăng lên, thì những cái mặt hàng có hại đến sức khỏe như là thuốc lá, thế này, thì người ta hạn chế. Hoặc là khi mà thu nhập tăng, thì người ta lựa gạo ngon người ta ăn. Còn gạo xấu thì các anh chị thấy người ta không mua. Nó là hàng thứ cấp. Thấy kịp chưa? Đó. Đó là nhân tố thứ nhất là thu nhập. Nhân tố thứ hai là sở thích thị hiếu. Những cái mặt hàng nào phù hợp với sở thích thị hiếu thì người ta sẽ mua nhiều hơn. Đúng không em? Các em thấy nhất là hàng thời trang. Những cái mặt hàng thời trang á, quần áo, điện thoại nữa, đúng không em? Các em thấy không? Điện thoại cũng vậy. Đó. Cái thứ ba là sản phẩm thay thế và bổ sung. Thay thế có nghĩa là gì? Là nếu không sử dụng X thì sử dụng Y. Còn bổ sung có nghĩa là nếu sử dụng X thì kéo theo phải sử dụng luôn Y. Đúng không nè? Ví dụ các anh chị mua bếp ga thì các anh chị phải mua bình ga, các anh chị mua xăng gắn máy thì phải đổ xăng, đó là bổ sung. Cho nên khi giá của sản phẩm này thay đổi thì nó ảnh hưởng đến lượng cầu của sản phẩm kia. Nhân tố thứ tư là quy mô thị trường, tức là số lượng người mua. Tức là số lượng người tiêu thụ trên thị trường nó tăng thì nó sẽ làm cho cầu tăng. Nhân tố thứ năm là giá kỳ vọng. Giá kỳ vọng là giá ước muốn trong tương lai. Ví dụ kỳ vọng giá vàng trong tuần tới tăng thì bây giờ người ta sẽ mua nhiều hơn hay ít hơn hả các chị? Nếu giá vàng tăng. Kỳ vọng giá vàng tăng thì lúc đó người ta sẽ mua nhiều hơn hay ít hơn hả em Vi? Dạ thầy là mua ít hơn à. Thanh Vi. Dạ. Thầy. Kỳ vọng giá vàng tăng thì nó sẽ nếu mua nhiều hơn. Người ta sẽ mua nhiều hơn chứ, đúng không nè, chứ làm sao ít hơn được, người ta phải tranh thủ mua, đúng không nè. Rồi. Như vậy các em thấy đó là những nhân tố làm dịch chuyển đường cầu, đúng không? Cho thầy đưa lên một cái ví dụ. Giờ các em xem cái ví dụ này. Đố các em ha, đáp án là câu nào? Thử coi em, các em chọn đáp án câu nào. Đó. Các em thấy cầu của TV LG nó được thể hiện như là trên màn hình đó. Vậy cái đáp án nào phù hợp? Các em cho đáp án thử coi, chọn đáp án nào đúng không? Em chọn đáp án nào trong bốn đáp án nữa. Ngọc Ánh chọn đáp án nào? Dạ thầy, em nghĩ là câu B. Rồi, em nghĩ câu B. Rồi, Ánh Ngân câu nào? Dạ, em chọn câu D. Rồi, có người chọn câu D. Rồi, Thanh Vi chọn câu nào? Dạ, thầy là em chọn câu B. Câu B luôn. Rồi, Phương Hòa chọn câu nào? Dạ, câu C. Câu C. Hằng Nga chọn câu nào? Em chọn câu B. Chọn câu B. Ủa, không
không thấy ai chọn câu A hết vậy ta? Tại sao các em không chọn câu A ta? Chọn câu B, câu C, câu D không? Không ai chọn câu A. Lý do tại sao vậy? Câu A không đúng. Nhớ nè, bởi vì trên đồ thị các em thấy giá không thay đổi, cho nên đáp án câu A thì sai rồi. Rồi, ai chọn câu B xem có đúng không nè. Chúng ta thấy thu nhập tăng. Thu nhập tăng thì dẫn đến cầu tăng. Và cầu tăng thì đường cầu dịch chuyển về phía bên tay phải. Ở trên đồ thị nó dịch chuyển sang trái mà các em. Cho nên câu B đâu có đúng đâu. Đúng không? Vậy ai chọn câu C? Số doanh nghiệp sản xuất TV giảm. Dạ. Câu này không đúng đâu các em. Câu này không đúng. Tại sao biết không? Bởi vì cái nhân tố này nó sẽ làm thay đổi nguồn cung chứ không phải cầu. Thấy không? Như vậy chỉ còn có câu D là giá TV Sony giảm. Tại sao? Các em nhìn trên đồ thị, nhìn trên màn hình. Nếu giá TV Sony giảm mà LG giữ nguyên cái mức giá thì khách hàng sẽ chuyển qua Sony. Cho nên lượng cầu của Sony sẽ tăng và cầu của LG nó sẽ giảm. Đường cầu nó sẽ dịch chuyển sang trái. Như vậy, cái ví dụ này là muốn giải thích cho cái nhân tố nào các bạn? Nè, hồi nãy chúng ta có đề cập đến những nhân tố. Thì ví dụ này là để giải minh họa cho cái nhân tố nào? Đó là sản phẩm gì? Thay thế hoặc bổ sung. Nói nè, sản phẩm thay thế hoặc bổ sung. Đó, đó là một ví dụ. Nè. Tiếp tục. Tóm lại thì cái số lượng tiêu thụ của sản phẩm X thì các em thấy nó phụ thuộc vào nhiều nhân tố như trên màn hình. Đúng không? Nó phụ thuộc vào nhiều nhân tố. Nhưng mà trong cái khái niệm, cho nên hàm cầu các em sẽ thấy đó là hàm đa biến. Nó có nhiều biến. Nhưng trong khái niệm về cầu thì người ta chỉ đề cập đến một biến thôi. Biến đó là giá. Trong cái khái niệm đó, người ta chỉ đề cập đến cái mối quan hệ giữa giá và lượng cầu. Đúng không nè? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cung. Phần ba la mã là cung. Đầu tiên là khái niệm về cung. Các em đọc trên cái màn hình, nó cũng thể hiện có mối quan hệ của hai đại lượng. Một bên là giá và một bên là cung, lượng cung. Trong một cái khoảng thời gian cụ thể, với điều kiện các yếu tố khác không đổi, thì cái mối quan hệ này chúng ta có thể giải thích bằng ba cách. Đây, cách thứ nhất. Đó, em nào có thể giải thích? Em nào có thể giải thích cái bảng số liệu này? Ai giải thích? Không ai giải thích hết, giờ thầy kêu nha. Thái Thị Minh ở coi. Phương Hoa. Dạ thưa thầy, là em thấy mức giá càng tăng thì lượng cung càng tăng. Tỷ lệ thuận. Mức giá với lượng cung tỷ lệ thuận. Đâu, mức giá như thế nào mà lượng cung như thế nào mà em đọc cho mọi người xem. Dạ, nó như mức giá là 50.000 một dĩa thì lượng cung là 39.000 dĩa một ngày.
Còn nếu mức giá là 40.000 một dĩa thì lượng cung là 30.000 dĩa một ngày. Mức giá là 30.000 một dĩa thì lượng cung là 21.000 dĩa một ngày. Và tương tự với mức giá là 20.000 một dĩa thì sẽ lượng cung là 12.000 dĩa một ngày. Vậy đây là mối quan hệ gì ha? Và tỷ lệ thuận. Nó là mối quan hệ đồng biến, đúng không nè? Dạ. Về em ở tỉnh nào? Dạ Kiên Giang. Vậy em xem ở tỉnh em kiểm kiểm chứng lại xem có cái sản phẩm nào mà giá tăng lượng cung tăng, giá giảm lượng cung giảm. Em giới thiệu cho mọi người cùng cùng biết xem. Dạ. À, đối với tại địa phương của em đó, em thấy có cái mặt hàng nào mà khi giá tăng lên lượng cung tăng không? Dạ thưa thầy là có nước mắm. Rồi. Với mức giá càng căng thì lượng cung càng tăng. À, tức là người ta sản xuất nhiều hơn phải không? Dạ là do là người ta thương hiệu nổi tiếng cho nên là người ta biết đến nhiều. À, người ta mua Ừ. nhiều phải không? Dạ. À, giá tăng thì lượng cung tăng phải không? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn thầy. Còn còn em nào ở địa phương nào có thấy là khi giá sản phẩm tăng thì cái lượng cung nó tăng không? Giới thiệu cho các bạn cùng nghe xem. Có ai ở Đắk Lắk không? Có không? Có ai ở Dạ Đắk có thôi. em ở Đắk Lắk hả? Dạ Em ở em ở Buôn Ma em ở Thuột, Đắk đâu? Lắk à? Em Dạ thấy thành phố ở Buôn Ma Thuột tỉnh, à? em thấy ở tỉnh em á, Dạ. nè, có cái mặt hàng nào mà khi giá tăng lượng cung nó tăng không? Dạ có cà phê với tiêu ạ. À, cà phê với tiêu hả? Nhưng mà Dạ vâng. thầy 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 được biết cà phê dạo này nó như thế nào? Nó xuống giá phải Dạ. không? Dạ cà phê giờ này đang xuống giá. Xuống giá cho nên người ta trồng, người ta chuyển sang trồng trồng cái gì, cây nào biết không? Em ở cà phê, em ở Đắk Lắk em có biết không, người ta chuyển sang trồng cái nào hay là ta tiếp tục trồng cà phê, Dạ chuyển sang trồng, trồng gì đố em dạ biết? họ vẫn tiếp tục trồng cà phê nhưng mà họ sẽ chuyển qua thêm mô hình trồng cây ăn trái rồi. À, trồng cây ăn trái, ví Đó dụ là cây ở chỗ gì? em mà. Ví dụ như cây gì? Dạ, chắc là cây sầu riêng ạ. Sầu riêng hay bơ? À, cây sầu riêng Dạ, à? ấy là em thấy bây giờ mọi người đang đổi qua mô hình sầu riêng nhiều, còn bơ là vẫn có thầy. À, vậy hả? Rồi, Dạ. cảm ơn em. Rồi, có em nào nữa? Ở địa phương nào nữa không? Có ai ở Bình Phước không? Không có hả? Rồi, cái em thấy là tác động của giá, giá tăng lượng cung tăng, giá giảm lượng cung giảm. Đó, điều đó rất là đúng. À, những người nào ở vùng Tây Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, thì các em để ý xem, cái mùa vụ nào mà giá mía đường đó, tăng lên thì người nông dân lúc đó có lời. Đó nè, trồng mía lúc đó có lời, lời gì? Và qua cái mùa vụ sau họ sẽ mở rộng diện tích trồng mía, họ đốn bỏ những cái loại cây khác và chuyển sang trồng mía, cho nên lượng cung của nó sẽ tăng rất là mạnh, đúng không? Nhưng mà khi lượng cung tăng nhiều quá, đó nè, nhu cầu về mía đường của các nhà máy có giới hạn, cho nên giá mía nó lại giảm xuống. Và khi giá mía giảm xuống thì lúc đó lợi nhuận của nó giảm và người nông dân sẽ đốn bỏ mía trồng các loại cây khác. Đó nè, đó là tác động của giá. Em thấy không? Giá tăng thì lượng cung tăng. Đó nè, giá giảm thì lượng cung nó sẽ giảm. Em nào ở Bình Phước có biết cao su không? Đó nè, các em sẽ thấy những cái năm trước đây giá mũ cao su tăng lên,
Cho nên những người trồng cao su họ kiếm lợi nhiều lắm. Nhớ nè, lợi nhuận rất là cao. Yeah. Nhưng mà những năm gần đây thì giá mũ cao su nó giảm xuống. Và như vậy thì họ không dám khai thác nữa. Bởi vì phải thuê nhân công. Mà nhiều khi tiền bán mũ cao su không trả nổi cái tiền lương của công nhân. Cho nên các em sẽ thấy là họ không có khai thác nữa. Đó là, và thậm chí đốn bỏ cao su, chuyển sang trồng các loại cây khác, tiêu, điều, vân vân. Đúng không nè? Đó. Đó là tác động của giá. Giá tăng, lượng cung tăng, giá giảm, lượng cung giảm. Thấy không? Nội dung kế tiếp đó là đây. Trên đồ thị các em thấy đường cung. Đường cung sẽ dốc lên đó các em. Và giá tăng, lượng cung tăng, giá giảm, lượng cung giảm. Đây là mối quan hệ đồng biến. Cho nên đường cung dốc lên. Và như vậy thì phương trình đường cung sẽ là như thế này. Đây. Trong cái hàm số cung thì C là hệ số gốc. Vì đây là hàm đồng biến cho nên hệ số gốc sẽ mang dấu cộng. Từ đây các em thấy hàm cung và hàm cầu nó khác nhau chỗ nào biết không? Hàm số cung và hàm số cầu nó chỉ khác nhau dấu trừ thôi. Hàm số cầu có dấu trừ, hàm số cung không có dấu trừ. Nhớ nha. Tiếp tục. Định luật cung thì cái này dễ rồi. Giá tăng, lượng cung tăng, giá giảm, lượng cung giảm. Và nó đi kèm theo cái giả định là những yếu tố khác không đổi. Bây giờ đến cung thị trường và cung của xí nghiệp. Về cung thị trường và cung của xí nghiệp thì cũng giống như là đường cầu thị trường và đường cầu cá nhân vậy. Đúng không nè? Hồi nãy chúng ta đã làm ví dụ rồi. Đúng không? Là chúng ta cộng theo hoành độ. Đúng không? Cộng theo hoành độ. Thì ở đây cũng vậy. Đây. Ở mức giá V1 thì cái xí nghiệp thứ nhất sẽ cung ứng số lượng Q1 nhỏ. Xí nghiệp thứ hai sẽ cung ứng với số lượng Q1 nhỏ phẩy. Và như vậy thì ở cái mức giá V1 thì lượng cung thị trường là Q1 lớn. Nó chính là bằng tổng lượng cung của hai cái xí nghiệp 1 và 2 cộng lại. Khi giá trên thị trường tăng lên đến P2 thì cái xí nghiệp thứ nhất sẽ tăng lượng cung, xí nghiệp thứ hai cũng tăng lượng cung. Và do đó lượng cung thị trường là Q2 lớn, cũng bằng tổng lượng cung của hai xí nghiệp đó cộng lại. Thì chúng ta thấy đây đường cung xí nghiệp thứ nhất, đường cung xí nghiệp thứ hai và đây là đường cung thị trường. Thiết lập đường cung thị trường bằng cách là cộng theo hoành độ. Cộng theo hoành độ tất cả đường cung của các xí nghiệp trên thị trường. Các em thấy không? Là chúng ta không cần phải lấy ví dụ, bởi vì ví dụ hồi nãy là chúng ta làm trong đường cầu rồi. Còn cách hình thành đường cung thị trường cũng tương tự như vậy, không có gì khác. Các em theo kịp chưa? Đó. Đó là về nội dung hai nhỏ, cung thị trường và cung xí nghiệp. Bây giờ đến sự dịch chuyển của đường cung. Đây, sự dịch chuyển của đường cung. Trên đồ thị các em sẽ thấy đường cung nó sẽ dịch chuyển trong điều kiện giá không thay đổi. Như vậy lúc này cung thay đổi là do những các nhân tố bên ngoài giá. Hiểu không? Do tác động của các nhân tố bên ngoài giá. Vậy những cái nhân tố nào làm cho đường cung dịch chuyển đây? Chúng ta nghĩ giải lao một chút. Đó nè, lát nữa chúng ta sẽ phân tích tiếp. Rồi, như vậy lớp trưởng gì đó? Điểm danh ha em ơi. Dạ. Rồi.